Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về luật dữ liệu của Việt Nam. Ngày 27 tháng 11, BBC tiếng Việt cho hay, luật dữ liệu Bộ Công an thúc đẩy doanh nghiệp lo ngại. Theo BBC, dự án luật dữ liệu mà Bộ Công an Việt Nam xây dựng dự kiến được Quốc hội biểu quyết trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 khóa 15 vào ngày 30 tháng 11. Các doanh nghiệp nước ngoài đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự thảo luật này. BBC dẫn lời anh NH, nhà sáng lập của một startup về trí tuệ nhân tạo AI tại Sài Gòn, nói Khi khách hàng sử dụng dịch vụ AI của chúng tôi, chỉ cần click vào thì chúng tôi có thể thu thập được IP của họ, đếm được bao nhiêu lần truy cập. Những thứ như vậy có được xét là dữ liệu quan trọng không? Khoảng 24 điều 3 định nghĩa dữ liệu quan trọng là dữ liệu có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh quốc gia, hoạt động kinh tế, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng khi bị rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy. Hình ảnh bài trên BBC BBC cho biết đã có những ý kiến từ phía doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam bày tỏ lo lắng nếu như luật này được thông qua. Theo đó, ông Jonathan McHale, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Truyền thông của Mỹ CCIA, đã bày tỏ sự lo lắng về những điều khoản về hoạt động dữ liệu xuyên biên giới và đề nghị chính phủ Việt Nam xem xét lại cách tiếp cận và hoạt động dữ liệu xuyên biên giới. BBC trích dẫn lá thư của liên hiệp hội các tổ chức công ty quốc tế viết hôm 7 tháng 11 có chữ ký của 14 tổ chức thương mại lớn gửi tới các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam viết rằng: "Nếu được ban hành, dự thảo luật dữ liệu sẽ cản trở rất nhiều đến việc xử lý dữ liệu tại Việt Nam tác động đến khả năng hoạt động và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong nhiều ngành và tạo ra tác động tiêu cực đến toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu và kỹ thuật số, vốn đang hỗ trợ nền kinh tế. Các tổ chức thương mại đầu tư quốc tế cho rằng các khái niệm về dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi được định nghĩa quá rộng và không rõ ràng. Họ cũng nhận định các quy định về hoạt động dữ liệu xuyên biên giới trong dự luật dữ liệu là khá nặng nề dự luật này có thể cản trở các doanh nghiệp và công dân việt nam tiếp cận công nghệ tiên tiến cũng như bỏ lỡ sự hiệu quả về chi phí cần thiết cho quá trình chuyển đổi số của đất nước trong lá thư các tổ chức thương mại này đã bày tỏ sự quan ngại cực kỳ lớn tới quyền thu giữ dữ liệu quá rộng của đảng cộng sản việt nam cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội đối với khu vực tư nhân mà không có thủ tục tố tụng rõ ràng thêm vào đó họ lập luận rằng Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ đầu tư chống lại việc trưng dụng cả trực tiếp và gián tiếp theo Điều 9.8 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. BBC cũng cho biết quyền thu giữ dữ liệu quá rộng của nhà nước nếu không có thủ tục tố tụng thích hợp hoặc đảm bảo bảo vệ sở hữu trí tuệ và hoặc dữ liệu độc quyền có thể là sự chiếm đoạt, trưng dụng trực tiếp hoặc gián tiếp vì nó can thiệp vào quyền tài sản vô hình, lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài, BBC dẫn lời một luật sư chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nói, một công ty nước ngoài đặt trụ sở ở nước ngoài nhưng có xử lý dữ liệu của công dân Việt Nam, dù chỉ là một người thì cũng có thể được xem là đối tượng áp dụng của luật dữ liệu. BBC dẫn bình luận của ông Robert Law từ Đại học Melbourne, Úc cho rằng Điều quan trọng đối với Việt Nam là phải cân bằng hợp lý giữa các yếu tố công nghệ và chính sách. Nếu thực hiện sai, quốc gia này phải đối mặt với nguy cơ kiềm hãm sự đổi mới cũng như dòng chảy đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, giải quyết những vấn đề phức tạp này là rất quan trọng. Tiết lộ bí mật bảo vệ căn cứ vũ khí hạt nhân từ lính đào ngũ Nga Ngày 26 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài phóng sự lính đầu ngũ Nga tiết lộ bí mật bảo vệ căn cứ vũ khí hạt nhân. Theo đó, BBC cho hay vào ngày Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Anton, một sĩ quan tại một cơ sở vũ khí hạt nhân tuyệt mật ở Nga, cho biết căn cứ vũ khí hạt nhân mà ông được phục vụ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn lời ông Anton cho biết trước đó chúng tôi chỉ có các cuộc diễn tập nhưng vào ngày chiến tranh bắt đầu vũ khí đã được triển khai hoàn chỉnh chúng tôi đã sẵn sàng triển khai lực lượng trên biển và trên không về mặt lý thuyết thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân bbc không thể xác minh độc lập tất cả các sự kiện mà ông anton mô tả mặc dù chúng trùng khớp với các tuyên bố của nga vào thời điểm đó bbc cũng cho hay ba ngày sau khi quân đội tràn qua biên giới ukraine Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lực lượng răng đe hạt nhân của Nga đã được lệnh chuyển sang chế độ chiến đấu đặc biệt. Anton cho biết rằng lệnh báo động chiến đấu đã được áp dụng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến và khẳng định đơn vị của ông đã bị nhốt bên trong căn cứ. Cựu quân nhân cho biết cuộc sống tại đó được kiểm soát chặt chẽ. Ông nói thêm rằng tình trạng báo động đã bị hủy bỏ sau 2 đến 3 tuần. BBC dẫn lời liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết Nga có khoảng 4.380 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, nhưng chỉ có 1.700 đầu đạn được triển khai hoặc sẵn sàng sử dụng. Tất cả các quốc gia thành viên NATO cộng lại sở hữu một số lượng tương đương. Ngoài ra còn có những lo ngại về việc liệu Putin có thể chọn triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược, thường được gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không. Đây là những tên lửa nhỏ hơn, thường không gây ra bụi phóng xạ trên diện rộng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng cũng sẽ dẫn đến leo thang chiến tranh. Điện Kremlin đã làm mọi cách để có thể thử thách sự bình tĩnh của phương Tây. Theo BBC, chỉ tuần trước, Putin đã phê chuẩn cho những thay đổi trong học thuyết hạt nhân, các quy tắc chính thức quy định cấp thức và thời điểm Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân học thuyết hiện nay khẳng định nga có thể phóng nếu bị tấn công quy mô lớn bằng tên lửa thông thường của một quốc gia phi hạt nhân nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân các quan chức nga cho biết học thuyết mới được cập nhật thực sự loại bỏ khả năng thất bại trên chiến trường nhưng kho vũ khí hạt nhân của nga có hoạt động hiệu quả không vẫn theo bbc một số chuyên gia phương tây cho rằng vũ khí của nước này chủ yếu có từ thời liên xô và thậm chí không thể hoạt động. Ngay sau khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, Anton cho biết ông đã nhận được thứ mà ông mô tả là mệnh lệnh tội ác, tổ chức các buổi thuyết trình với quân đội của mình bằng các hướng dẫn được viết rất cụ thể. Họ nói rằng thường dân Ukraine là chiến binh và phải bị tiêu diệt, ông Anton tường thuật lại. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không phát tán luận điệu tuyên truyền này. Anton cho biết ông muốn thế giới biết rằng nhiều binh lính Nga phản đối chiến tranh. BBC cho biết mặc dù Anton đã rời khỏi Nga, các cơ quan an ninh vẫn đang tìm kiếm ông. Ở đây tôi rất cẩn trọng, hoạt động bí mật và không xuất hiện trong bất kỳ hệ thống chính thức nào. Ông cũng cho biết ông đã ngừng nói chuyện với bạn bè của mình tại căn cứ hạt nhân vì ông có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Họ phải làm bài kiểm tra phát hiện nói dối và bất kỳ liên lạc nào với tôi đều có thể dẫn đến một vụ án hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin tiết lộ bí mật bảo vệ căn cứ vũ khí hạt nhân từ lính đầu ngũ Nga. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cũng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.